Mến chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Chương trình với nhiều thông tin nóng mới liên tục được cập nhật. Và mở đầu chương trình hôm nay, như thường lệ sẽ là một phần điểm qua một số nội dung đáng chú ý. Tiêm vaccine COVID-19 đúng lịch đủ liều, đảm bảo phòng chống dịch. Hai thai phụ ở thành phố Hồ Chí Minh tử vong do sốt xuất huyết. Chui qua hàng rào kẽm gai có kéo dây điện, một người tử vong. Khởi tố nhóm đối tượng chiếm đoạt sim điện thoại, rút trộm tiền trong tài khoản ngân hàng. Xử lý đối tượng dùng clip nhạy cảm tống tiền người yêu. Ấm lòng bếp ăn chay cho người khó khăn tại An Giang. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Liên quan đến dịch COVID-19, hôm qua, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các địa phương về công tác y tế và phòng chống dịch. Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, chậm nhất là ngày mai 22 tháng 6, Bộ sẽ ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể việc tiêm vaccine mũi 4, đồng thời sớm có văn bản gửi các địa phương bộ ngành ghi nhận những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai mua sắm đấu thầu ở địa phương, cơ sở y tế để phối hợp điều chỉnh bổ sung. Đặc biệt, cơ sở y tế các địa phương phải tham mưu việc tiêm vaccine do tất cả các đơn vị cơ quan đóng trên địa bàn. Cho tất cả các đơn vị cơ quan đóng trên địa bàn, quyết liệt thực hiện tiêm trong các doanh nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, điểm du lịch, cơ sở lưu trú. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các bộ ngành địa phương nghiên cứu tham khảo kinh nghiệm của các nước trong việc mở rộng đối tượng tiêm mũi tăng cường, hạ thấp độ tuổi trẻ em được tiêm vaccine. Các địa phương thống nhất số lượng mũi tiêm với các nhóm đối tượng cụ thể, đồng thời tăng cường tuyên truyền các thông tin, vận động người dân đi tiêm an toàn, nhấn mạnh tinh thần gương mẫu trong thực hiện việc tiêm vaccine và có chế tài xử lý phù hợp. Về biện pháp phòng chống dịch V2K, vaccine, khẩu trang, khử khuẩn, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương rà soát, nêu rõ những nơi bắt buộc thực hiện hoặc những nơi chỉ khuyến khích vận động thực hiện. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương làm việc với Bảo hiểm Xã hội Việt Nam, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư để có văn bản tháo gỡ, tuyệt đối không để thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế vì sức khỏe của người dân. Cũng giống như nhiều địa phương khác, dịch sốt xuất huyết tại thành phố Hồ Chí Minh cũng đang diễn biến khá phức tạp. Đáng chú ý là trong 9 ca tử vong thì có 2 ca là phụ nữ mang thai. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay, thành phố Hồ Chí Minh có 16.057 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 117,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, số ca bệnh nặng tích lũy là 274 ca và chiếm 1,7%, tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm 2021. Đến nay, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 9 ca tử vong do sốt xuất huyết, trong đó có 2 thai phụ. Cũng theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh, đối với dịch bệnh sốt xuất huyết, đây là dịch bệnh lưu hành. Số ca mắc gia tăng nhiều vào mùa mưa và đạt đỉnh dịch vào khoảng tháng 9, tháng 10 hàng năm. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2022, ghi nhận sự gia tăng số ca bệnh sớm nhanh từ giữa tháng 4 và đến tuần thứ 24, ghi nhận số ca bệnh đã tương đương với tuần đỉnh dịch của năm 2019. Và cũng theo HCDC, không có bất thường mới về chủng lưu hành, và chúng đang lưu hành phổ biến hiện nay là Delta. Thưa quý vị, hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em tại Hà Nội, Cục Trẻ Em, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội thảo phòng ngừa giảm thiểu lao động trẻ em và đảm bảo an sinh xã hội trong lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Theo kết quả điều tra quốc gia về lao động trẻ em, tỷ lệ trẻ em tham gia làm việc đã giảm từ 15,5% năm 2012 xuống còn 9,1% năm 2018. Tỷ lệ này thấp hơn 2% so với tỷ lệ trung bình của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Để giảm thiểu tình trạng lao động trẻ em, Chính phủ Việt Nam đã và đang tập trung vào 5 nhóm giải pháp cơ bản, bao gồm thực hiện phổ cập giáo dục phổ thông, chính sách xóa mù chữ và các chính sách đảm bảo công bằng về tiếp nhận giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em khuyết tật, trẻ em trong các hộ gia đình khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khác. Tăng cường các chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo, trong đó trẻ em là đối tượng ưu tiên. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì phong trào đi xe đạp phát triển mạnh đã thu hút ngày càng đông đảo người dân tham gia. Tuy nhiên, do chưa có làn đường riêng dành cho xe đạp nên nhiều người đã đi vào làn đường hỗn hợp. Việc này thì tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông rất lớn. Nhưng chính vì vậy mà Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cũng vừa có văn bản đề nghị các đơn vị phối hợp nghiên cứu thiết kế làn đường dành riêng cho xe đạp trên tuyến xa lộ Hà Nội, Thành phố Thủ Đức.
Theo Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, xa lộ Hà Nội là trục giao thông chính, có cảnh quan đẹp, nhiều cây xanh, dọc hai bên có nhiều khu đô thị, trung tâm thương mại. Do đó, việc nghiên cứu tổ chức đường dành cho xe đạp là cần thiết xem xét. Dự kiến các đơn vị sẽ nghiên cứu phương án thiết kế tổ chức làn đường dành riêng cho xe đạp và người đi bộ trên một phần mặt bằng đất giữa phần đường chính và đường song hành, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến cầu Sài Gòn. Mặt bằng này thuộc dự án tăng cường mảng xanh dọc xa lộ Hà Nội và tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên. Bên cạnh đó, nghiên cứu phương án đảm bảo an toàn giao thông cho người bộ hành lưu thông từ đường song hành phải với đường song hành trái xa lộ Hà Nội tại vị trí quay đầu xe trên xa lộ Hà Nội, khu vực trước tòa nhà Cantavin. Liên tục chương trình với một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Lộc Ninh đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Bùi Xuân Huê, 63 tuổi, ngụ xã Lộc Thịnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân tử vong vào sáng cùng ngày, nghi do bị điện giật. Theo đó, vào sáng cùng ngày, quản lý một công trình xây dựng nhà ở tư nhân ở ấp Đồng Tâm, xã Lộc Thịnh đi kiểm tra công trình để thi công xây dựng. Khi đến hàng rào dây kiểm gai trên đất giữa nhà ông Huê thì phát hiện ông Huê nằm bất động cạnh hàng rào. Lại gần kiểm tra thì người này hốt hoảng khi thấy nạn nhân đã tử vong. Sự việc nhanh chóng được trình báo với cơ quan chức năng. Tại hiện trường, nạn nhân đã tử vong trong tư thế nằm cạnh hàng rào, trên tay có vết cháy. Phía trên hàng rào kẽm gai có chùm dây điện được kéo dài xung quanh hàng rào. Theo một số nhân chứng, vào sáng sớm cùng ngày, ông Huê chui qua hàng rào kẽm gai để sang công trình nhà hàng xóm uống trà. Trong lúc chui qua hàng rào, rất có thể chùm dây điện treo trên hàng rào bị hở điện, dẫn tới việc nạn nhân bị điện giật tử vong. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì Công an phường 9, quận 10 đang tiếp tục điều tra vụ trộm cắp xe máy xảy ra trên địa bàn do hai nam thanh niên thực hiện. Vụ việc xảy ra vào buổi chiều tại một nhà dân nằm trên đường Bà Hạc, phường 9, quận 10. Anh Lê Trung Hiếu, 27 tuổi, đang ngủ ở trên lầu căn nhà của mình và để xe máy trong con hẻm cạnh nhà. Lúc này có hai thanh niên điều khiển xe máy xuất hiện ở trước hẻm và đảo nhiều vòng quan sát. Sau đó cả hai dừng xe trước nhà của anh Hiếu, một người đứng cảnh giới, người còn lại dùng đoạn bẻ khóa xe của anh Hiếu. Do không thể nổ máy được chiếc xe nên hai thanh niên phải dùng chân đẩy chiếc xe rời khỏi hiện trường hướng về đường Ngô Gia Tự, quận 10. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, anh Hiếu mới phát hiện tài sản bị mất. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC thành phố Đà Nẵng do liên quan đến vụ Việt Á. Công an thành phố Đà Nẵng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tôn Thất Thạnh, sinh năm 1964, là giám đốc CDC thành phố Đà Nẵng về hành vi tham ô tài sản. Đồng thời ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1982, trưởng khoa xét nghiệm CDC thành phố Đà Nẵng, và khởi tố cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Lê Thị Kim Chi, sinh năm 1986, nhân viên khoa xét nghiệm CDC thành phố Đà Nẵng, cùng về tội danh trên. Công an thành phố Đà Nẵng xác định từ năm 2020 đến năm 2021, ông Tôn Thất Thạnh cùng các đồng phạm đã móc nối với công ty Việt Á nhằm mục đích tham ô số vật tư xét nghiệm COVID-19. Ông Thạnh đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Lê Thị Kim Chi làm giả sổ sách chứng từ để nâng khống chuyển hóa hàng chục ngàn mẫu gộp xét nghiệm COVID-19 thành mẫu đơn, đồng thời biến hàng chục ngàn bộ kit được tài trợ thành bộ kit mua của công ty Việt Á. Và số vật tư vô dư sau khi phù phép, ông Thạnh cùng các đồng phạm đã chuyển lại cho công ty Việt Á để chiếm đoạt số tiền với giá trị thỏa thuận. Và theo xác định ban đầu của cơ quan điều tra thì giá trị tài sản bị chiếm đoạt là hơn 4 tỷ đồng. Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật. Trong khi đó, Công an quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 đối tượng về tội danh sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức và sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là mua thông tin tài khoản ngân hàng trên mạng, sau đó đánh cắp số điện thoại để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của người dân. Theo tài liệu điều tra, thì khoảng tháng 5 vừa qua, Công an quận Hà Đông phát hiện nhiều người đã bị các đối tượng chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.
Ngay sau đó, cơ quan công an xác định đối tượng cầm đầu đường dây này là Phạm Thu Diệu, sinh năm 1991, trú tại xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, Diệu mua thông tin tài khoản ngân hàng qua mạng xã hội. Đồng thời bằng các thủ đoạn khác nhau, Diệu đã phân công Nguyễn Thanh Tuấn, sinh năm 1993, ở xã Thanh Hòa, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, móc nối mua thông tin chủ thuê bao SIM điện thoại cần làm lại. Từ đó tiếp tục thuê các đối tượng khác dùng chứng minh nhân dân giả đến các đại lý của các nhà mạng làm lại SIM. Sau đó chiếm đoạt được hàng loạt SIM điện thoại của người dùng. Và sau khi chiếm đoạt SIM điện thoại, các đối tượng giao lại SIM cho Diệu để tiếp tục làm các thao tác đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng, lấy mã OTP để chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản đến các tài khoản trung gian mua bán tiền ảo. Qua vụ án này, thì cơ quan công an quận Hà Đông lưu ý các nhà mạng là cần phải kiểm tra chặt chẽ trong quá trình làm thủ tục cấp lại SIM cho người dùng theo đúng quy trình, tránh việc lơ là để cho các đối tượng lợi dụng giả mạo chủ thuê bao và thực hiện hành vi lừa đảo. Thưa quý vị, dùng clip nhạy cảm tống tiền người yêu, Quỳnh Thị Ngọc Mai, sinh năm 2000, ngụ xã Tân Thạch, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, đang bị cơ quan công an huyện Châu Thành củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Theo hồ sơ vụ việc, năm 2018, Mai và anh LHC có quan hệ tình cảm. Đến tháng 6 năm nay, biết anh C yêu người phụ nữ khác nên Mai nhắn tin đe dọa sẽ đăng các đoạn clip nhạy cảm của hai người lên mạng xã hội và gửi cho người thân của anh C, đồng thời buộc anh này phải đưa 50 triệu đồng. Bị uy hiếp, ngày 19 tháng 6 vừa qua, anh C đồng ý gặp Mai tại quán cà phê ở ấp Tân Quề Đông, xã Tân Thạch và đưa trước cho Mai 20 triệu đồng. Khi Mai nhận tiền của anh C thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Thưa quý vị và các bạn, những hành động ý nghĩa tử tế thì vẫn luôn xuất hiện khắp nơi trong cuộc sống, truyền thêm niềm tin, động lực và tiếp thêm sức mạnh cho nhiều người, nhất là những người có hoàn cảnh kém may mắn. Dân và câu chuyện mà chúng tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay đến quý khán giả là từ một bếp ăn, hơn 10 món chay buffet phục vụ người có hoàn cảnh khó khăn là công sức của những tấm lòng thiện nguyện hội tụ về bếp ăn Qua Sen Đất Thoại ở xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Và cứ mỗi ngày, nơi đây lại giúp cho nhiều người được no lòng nhờ bữa ăn ngon. Bếp ăn do anh Dương Chí Công thành lập, tuy đơn sơ nhưng sạch sẽ, ngăn nắp. Với mục đích giúp những người khó khăn có được bữa ăn ngon mà ít tốn tiền, năm 2020, anh Công đã đầu tư xây dựng bếp ăn này. Mình có cái mơ ước là mở cái quán cơm chay để giúp bà con nghèo với những người bán số này nè, đi với những người mà công nhân lao động đó, để họ tiếp họ có cái ăn bữa trưa cho nó rẻ tiền chút. Còn gạo này thì bà con Mạnh Thường Quân ủng hộ. Còn mấy cái chi phí vật dụng là các bà con anh em ở đây là xứng với nhau nè, tiếp vừa tiếp và vừa tiếp tiền để mua. Còn nếu mà cái chi phí khác nữa thì mình ủng hộ. Tất cả người trong nhóm đều là ủng hộ bà con nghèo, cho nên người nào cũng nhiệt tình hết. Rồi hết tiền thì các anh chị em đây đều đóng góp vô. Hàng ngày, bếp ăn buffet này cung cấp khoảng 100 khẩu phần ăn với hơn 10 món chay. Những bữa ăn đậm đà, ngon miệng, cùng tình cảm, tấm lòng của các thành viên tại bếp ăn đã khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng. Mình cũng là dân lao động, mà nhiều khi mình đi làm đó, rồi bắt đầu về lỡ buổi thì mình ghé mình ăn cơm này hợp vệ sinh, là một hai nữa là cũng ngon miệng. Cũng từ thiện đó mà mình cũng đóng góp một phần cho những anh em ở đây. Đến với bếp ăn Qua Sen Đất Thoại, ai có tinh thần thiện nguyện đều có thể tham gia. Đến nay, bếp ăn có 25 người thay nhau nấu nướng, phục vụ người ăn. Cuộc sống sẽ trở nên tươi đẹp và ý nghĩa hơn khi có thêm nhiều tấm lòng tử tế sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ những mảnh đời còn khó khăn, như cách mà bếp ăn này đã và đang hoạt động. Sau hai mùa hè im ắng do dịch Covid-19, sân khấu dành cho thiếu nhi đang bừng nở và sôi động trở lại. Nếu như ở lĩnh vực điện ảnh thì phần lớn phim chiếu rạp cho thiếu nhi đều là hàng nhập khẩu, thì ở lĩnh vực sân khấu, tự hào với những tác phẩm do chính những nghệ sĩ Việt sáng tạo, thể hiện. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận của người đưa tin 24 giờ tại Hà Nội. Những đoàn khách nhí hồ hởi đến nhà hát. Đó là không khí vui tươi tại nhiều nhà hát trên địa bàn Hà Nội dịp này. Dành tặng các em nhỏ một mùa hè thật sự thú vị sau thời gian dài không được thưởng thức nghệ thuật do ảnh hưởng của dịch bệnh. Nhà hát tuổi trẻ rất sôi động với dự án nghệ thuật Mùa hè yêu thương.
hàng trăm suất diễn suốt mùa hè với ba tác phẩm được đầu tư dàn dựng công phu là vở nhạc kịch Bài Chim Thiên Nga, vở kịch Cuộc Chiến Virus, vở kịch Vasilisa và Phù Thủy Độc Ác. Thay vì là diễn cho người lớn để doanh thu thì chúng tôi diễn cho trẻ em với cái mức giá rất là hợp lý để có thể các phụ huynh có thể đưa con mình đến rạp của chúng tôi để xem các cái vở diễn. Thì lần này chúng tôi đã có 3 vở có thể đáp ứng được cái nhu cầu cho cái phân khúc trẻ từ 5 đến 10 tuổi. Nếu như ở lĩnh vực điện ảnh, phần lớn phim chiếu rạp cho thiếu nhi đều là hàng nhập khẩu, thì lĩnh vực sân khấu tự hào với những tác phẩm do chính những nghệ sĩ Việt sáng tạo thể hiện. Vì vậy, mùa diễn hè cho thiếu nhi luôn được các đơn vị nghệ thuật chú trọng và đầu tư sáng tạo không ngừng. Cố gắng hết sức, nỗ lực hết mình để sáng tạo, để đưa những cái câu chuyện, những cái mà vốn văn hóa dân gian của Việt Nam đến với thế hệ trẻ bây giờ, để thế hệ trẻ biết được rằng nền văn hóa Việt Nam rất là phong phú đa dạng và bằng cách kể của nghệ thuật múa rối. Có lẽ vì thế, sân khấu của nhà hát múa rối Việt Nam mùa hè này được xây dựng vừa giản dị, quen thuộc, vừa sinh động, linh hoạt, kết hợp yếu tố hài hước, vui nhộn. Những thông điệp, bài học được lồng ghép một cách tinh tế, nhẹ nhàng. Sự đổi mới này ngày càng được khán giả đón nhận. Con thấy chương trình khá là hay và con thích nhất là tiết mục cáo bắt vịt. Các cháu nhiều lúc nó ham chơi, nhất là máy vi tính ngồi suốt ngày. Có những cái chương trình như thế này là đã đưa các cháu được sang một cái sân chơi bổ ích hơn để các cháu vừa được hiểu về quê hương đất nước mà vừa có một cái giải trí tốt. Cháu mong cháu được học thật giỏi để đi cùng cả nhà và bố mẹ hơn. Việc các sân khấu luôn sáng đèn sau dịch bệnh là tín hiệu vui cho những người yêu nghệ thuật và nghệ sĩ. Với những sáng tạo không ngừng, đầu tư bài bản và dài hơi, kỳ vọng rằng việc kéo khán giả đến với sân khấu không còn là bài toán khó. Tiếp theo, Thanh Vy sẽ cùng gặp lại chúng ta để điểm qua những thông tin nổi bật được đăng trên các báo vừa phát hành sáng ngày hôm nay. Nhân xin mời Thanh Vy. Cảm ơn chị Ngọc và anh Thành Đô. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, báo Thanh Niên hôm nay có bài viết nhan đề Chuyển đổi số quyết định sự sống còn của báo chí. Tác giả cho rằng trong bối cảnh phát triển vượt bậc của công nghệ và tác động của đại dịch Covid-19 làm thay đổi thói quen tiếp nhận thông tin của con người và chuyển đổi số thì trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các cơ quan báo chí Việt Nam. Nếu không thay đổi thì báo chí khó lòng giữ được độc giả. Giá xăng tăng chót vót, giá phân bón đắt nhất trong vòng 50 năm đang khiến người nông dân lao đao trong cơn bão giá là nội dung chính của bài báo Nông dân quay cuồng trong bão giá đăng trên trang Kinh tế của báo Thanh Niên. Bên cạnh đó, tác giả còn nêu lên thực trạng nhiều loại nông sản hiện đang ở mức rất thấp, trong khi tình trạng phân bón, giá phân bón kém chất lượng xuất hiện nhiều nơi, khiến nông dân vừa thiệt hại, vừa không an tâm sản xuất. Với hàng loạt tài khoản đăng nội dung quảng cáo, việc nhẹ lương cao trên các trang mạng xã hội Zalo, Facebook, trong giai người muốn tìm việc, thì phóng viên báo Thanh Niên chỉ cần liên hệ nhắn tin, trao đổi với các tài khoản này thì đã được kết nối với một đầu nậu chuyên nhận nhiệm vụ chở con mồi từ thành phố Hồ Chí Minh qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài trước khi vượt biên trái phép qua Campuchia. Trong loạt bài nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia, bài 1 đăng trên số báo ngày hôm nay, báo Thanh Niên cho biết là đã thâm nhập đường dây lừa bán lao động và phát hiện nhiều chân rết trong đường dây này. Báo Thanh Niên số ra ngày hôm nay còn có nhiều thông tin đáng quan tâm khác, như là Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh vừa đề nghị các đơn vị phối hợp nghiên cứu thiết kế làn đường dành riêng cho xe đạp trên tuyến xa lộ Hà Nội thuộc thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến làn đường này được thiết kế trên một phần mặt bằng đất giữa phần đường chính và đường song hành, đoạn từ cầu Rạch Chiếc đến cầu Sài Gòn. Chiều hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sau 3 ngày xét xử và nghị án đã tuyên phạt bị cáo Trần Phương Bình, 63 tuổi, cựu giám đốc Ngân hàng Đông Á, mức án 10 năm tù vì tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Tổng hợp chung với hai án chung thân trong các vụ trước đều liên quan đến sai phạm dẫn đến thất thoát tiền của ngân hàng này. Mức án mà bị cáo Bình phải thi hành là tù chung thân. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa có công văn chỉ đạo các bệnh viện trực thuộc bộ, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc, trang bị y tế,
trang thiết bị y tế, báo cáo về rà soát xử lý vướng mắc trong mua thuốc và vật tư y tế. Lãnh đạo Bộ Y tế cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành chỉ đạo bệnh viện, đơn vị trực thuộc khẩn trương xây dựng kế hoạch, triển khai việc mua sắm thuốc và vật tư y tế để đảm bảo tính sẵn sàng. Không được để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh. Chúng ta cùng điểm qua những thông tin đáng quan tâm trên báo Tuổi Trẻ. Trước thông tin Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng từ 2.000 đồng một lít xuống còn 1.000 đồng một lít, nhiên liệu bay giảm từ 1.500 đồng một lít xuống còn 1.000 đồng một lít, dầu diesel được đề xuất giảm từ 1.000 đồng một lít xuống còn 500 đồng một lít. Dẫn lời các chuyên gia báo Tuổi Trẻ cho rằng, việc giảm thuế bảo vệ môi trường ở mức như vậy sẽ không có nhiều tác dụng, chưa đủ làm giải tỏa cơn khát để góp phần hạ nhiệt giá xăng dầu trong thời gian tới. Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, ngoài thuế bảo vệ môi trường, trong cơ cấu tính thuế xăng dầu hiện nay, còn có thuế giá trị gia tăng, VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, vốn đã chiếm tới 13-15.000 đồng một lít. Do đó, nếu tính toán giảm một phần các sắc thuế trên, khoảng 4.500-5.000 đồng một lít sẽ tác dụng nhiều hơn để giảm sức nóng giá xăng dầu, cũng như là hạ nhiệt giá cả và đủ sức kiềm lạm phát trong thời gian tới. Báo Tuổi Trẻ cho biết thời tiết thất thường, trẻ mắc bệnh viêm phổi, viêm tai giữa đang tăng đột biến. Trong số này có nhiều trẻ phải nhập viện điều, thậm chí chuyển nặng phải thở oxy, thở máy. Đáng lo lắng là các bệnh viện lớn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận nhiều trẻ chuyển nặng vì phụ huynh tự mua thuốc điều trị về cho trẻ uống. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.